có cái khăn nhỏ nào tắm mát kia kìa, đúng không? Lấy khăn đó xong rồi dậy hả? Hả, đúng không? Em tiểu đi, mẹ lắc lắc cái đi ra, lấy miếng giấy lại chùi chùi thấm cái gì mà thấm cho khô lại, đúng không? Vệ sinh thằng em, đúng không? Tuột da ra miếng vệ sinh nữa. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Chào mừng các bạn đến với chương trình bất động sản của Duy Nguyễn. Thì hôm nay cố gắng trình bày ngắn gọn thôi. Một cái chủ đề về bất động sản. Khi mà các bạn xây nhà thì các bạn cũng sẽ rất là quan tâm. Đó là cái vấn đề mà gọi là một cái nhu cầu tất yếu của xã hội. Một cái vấn đề mà gọi là hầu như ai cũng trải qua. Mà cái tần suất sử dụng thì nó rất là nhiều. Đó là cái nhu cầu về vệ sinh. Đó. Vậy thì bây giờ á, cái chuyện vệ sinh á, chúng ta thiết kế phòng vệ sinh như thế nào? Chúng ta mua nội thất vệ sinh nó ra làm sao? Và khi mà trang bị vệ sinh vậy, chúng ta chơi giấy hay chơi sạch? Đâu cái chuyện mà chơi giấy hay chơi sạch thôi mà đã cãi lộn. Ông ấy thì nói rồi, giấy nó cho nó đỡ gì đó không biết, gọi là nó sau đó. Rồi ông kia nói sạch thì nó sạch hơn. Rồi ông kia thì nói bây giờ giấy sạch thì vẫn phải có giấy. Tại sao mà corona như vậy mà cha con nó kéo nhau đi mua giấy vệ sinh? Nó chửi bà mẹ mà đâu bò hết trời ơi, tự nhiên corona thấy bà nội đi chứ vệ sinh ăn được mày mua chi vậy, đúng không? Nhưng mà mấy ông nói câu đó thì cũng hơi bị tội nghiệp người ta. Người ta thích thì người ta mua thôi chứ sao, đúng không? Các bạn cần giấy vệ sinh không, đúng không? Ví dụ như chứ Duy Nguyễn cần lắm mà, cần giả moan luôn. Ví dụ giờ nói nè, bạn ăn mà cái lau tay không, có phải ai cũng có tiệm khăn ướt, các bạn đồng ý với tôi không? Yes. Có phải ai cũng có tiệm khăn ướt lấy cái đó là làm được vậy? Tại sao Duy Nguyễn nói vậy? Bây giờ mấy em á, mấy em đi ăn phở vỉa hè, đi ăn lẩu vỉa hè, nó mang cho em cuộn giấy đó thôi chứ không lẽ đem khăn ướt cho em la em chùi, đồng ý không? Nó nên cái vấn đề là vấn đề nhu cầu. Cái thứ hai nữa, giờ giả sử đi vệ sinh đi, các bạn nói bây giờ á, xài nước đi không xài giấy, chứ tao thích xài giấy thì sao, đúng không? Tao thích xài giấy thì sao? Cứ buồn cười nha. Đi qua bên Mỹ kìa, 300 triệu cho Mỹ nó có xài vòi không? Nope. Bà đi qua Mỹ bà kiếm được cái chỗ nào có vòi? Có thể là bà kiếm có, nhưng mà tôi ở bên bà tôi chưa thấy có. Tôi đi từ nhà phố tới nhà dân, mà đi từ nhà sang tới nhà nghèo, mà đưa khách sạn 1 sao, 5 sao, chả thằng nào có vòi. Oh really? Chả thằng nào có vòi, trường hợp cái thằng gọi là không biết xài giấy mà đi móc à. What? Đúng không các bạn? Hợp lý chưa? Nên các bạn đừng có vỏ đó. Cái chuyện mà mua hàng hóa gì mình nghĩ theo như mình nghĩ, người ta thích thì người ta mua, đúng không? Người ta mua bằng tiền của người ta, đâu mua bằng tiền các bạn. Mình chốt là vấn đề giấy hay là vòi nha. Ở Việt Nam mình may mắn là một đất nước phát triển sao, nên nó hấp thu văn minh của nhiều xứ, nó chơi cả hai. Ở Việt Nam chơi cả hai nên mấy em thấy lạ nha. Mấy em đi qua Nhật đi, nó chơi cái gì? Đi qua Nhật nó làm tự động automatic từ A tới Z, chọn hình con nhỏ con gái, kích vô cái kênh phát một cái vòi đó điều chỉnh, nó điều chỉnh đâu vòi nước này nọ, cái phun vô đúng ngay cái lỗ luôn. Mày chọn lộn cái chết à, mấy em chọn lộn rồi xác định rồi đó, đúng không? Mấy em là con trai mà em chọn con gái á, nó quốc còn hai cái đứt cút không à, nó ngay tạ độ, ngay tọa độ đó. Nó quất một cái còn hai cái tiếng cút nha, lực nước mạnh lắm em. Lực nước siêu mạnh. Tại vì á, ở bên Nhật Bản á, là nó không có chơi mà giấy. Nó ngồi vô vậy đó, xong rồi điều chỉnh kịch kịch automatic nhấn vô chụp phát một. Chụp phát một. Lít vô con trai là nó ra đúng. Lít vô con gái là sai chỗ. Quất phát một. Rớt hai cái hộp quất luôn. Đó, còn bên Mỹ thì khác. Bên Mỹ á, thì tuyệt đối không có nước. Giấy không. Mà xin lỗi mấy em nha, mấy thằng bay mà xài giấy không quen là cái dây bay làm khỏi ra có nước đi móc thôi. Cái lúc đó mà thấy cái cảnh nó mắc cười đó mấy em, tự nhiên cái vòi lavabo tao vậy đó. Lại sửa một cái, đúng không? Lại rửa một cái xong rồi cho nó ướt nha.
Tụi bay xài nước que đúng không? Rửa một cái ướt xong cái giày. What the hell? Đó, xong rồi cái nước xong cái giày. Đó, nước xong cái giày. Cái nước giày, mày đặt tới 5 phút chưa xong được. Nè, cái vấn đề vệ sinh đâu mà nó hài lắm em. Nó thật sự á, nhiều câu chuyện. Ở Việt Nam mình thì khỏi sợ, Việt Nam mình nó chơi cả nước lẫn cả giấy. Tao nói thiệt chứ, mày đừng có cười. Mấy thằng nào dưới miền Tây, hồi xưa tao nói thiệt với mày lá chuối luôn. Tin không? Có không? Trả lời thật lòng đi. Không lá chuối biết chơi gì không? Sơ dừa. Sơ dừa. Sơ dừa là miếng sơ nằm trong miếng vỏ dừa, đúng không? Đó. Lấy ra cùi cùi một cái, để về xong, rột xong, để về rột xong, hai rột xong rồi. Bởi vì hồi xưa nó dơ tới mức đó. Đúng không? Bây giờ cái chuyện mà nó trữ giấy vệ sinh nó thật sự nó còn thiết yếu. Cái đó là nói về vấn đề bình thường em thấy, vấn đề nhẹ nhàng nè. Vấn đề nhẹ nhàng. Vấn đề nhẹ nhàng nha mấy em. Bây giờ ví dụ như tụi em tưởng tượng đi. Tụi em đi tiểu thôi. Tụi em có xài giấy không? Tụi em có xài khăn không? Đừng nói tao không nha ba. Tao xin lỗi mày luôn á. Mày nói mày đi tiểu mà em xài khăn nha. Tội nghiệp con bò quá. Sao con bò mà nó có thể đâu mà chơi với con thằng mà nó dơ dái mà nó lầy gì đâu tới mức đó. Hay có con nào chơi đi tiểu xong mà lắc vài cái ra ba. Ba thua luôn á. Ai ba thua luôn. Nghe. Nên á, một cái xứ văn minh, một cái phòng toilet văn minh á, thì nó phải có hai cuồng giấy, chứ phải một cuồng nữa ba. Phải hai cuồng giấy. Một cuồng để ngay chỗ cái bồn cầu. Một cuồng lại để cái chỗ khác gần gần xa xa để tao rửa tay. Đúng không? Yes. Ở bên Mỹ á, xin lỗi nha mấy em. Ở bên Mỹ nó có cái hũ á, không có cái hộp á, nó đựng giấy, khăn giấy đồ xịn á. Vô trong đó phát một, rửa tay, móc. Móc khăn giấy ra, rột, dục. Móc khăn giấy ra, rột, dục. Mày qua đây là mày vậy đó. Mày tao tính hết rồi ông ơi. Chù miệng. Bỏ vô. Ở bên bển không có đưa cái tay vô vậy đâu ông nội, hiếm lắm. Không biết có không anh không biết, nhưng mà nó rất là hiếm. Ở bên Việt Nam mình nó đưa cái tay vô máy rồi nè. Mà ai đâu rảnh ngồi chờ. Có thằng khỉ kia. Ồ nó đi sân bay á, má nó cuộc đời nó mới đi sân bay lần đầu rồi sao á. Em à, anh vào đến sân bay rồi. Em à, con ngủ khỏe chưa? ABC xong rồi đưa điện thoại cho anh nói chuyện với con tí. Xong rồi hỏi đưa hỏi con bố à vào dưới ABC. Ủa bao nhiêu người đứng sau lưng nó chờ kìa. Trời đất ơi đứng đó nó hơi tay nó hơi hoài vậy đó. Đó nên bên Mỹ anh thấy anh thích nhất cái điểm đó. Thích nhất là cái điểm mà gọi là mình sử dụng cái giấy đó nó tiện lắm em. Nó không phải chờ đợi. Nó không phải chờ đợi. Móc nhiều cũng được á, lau sột sột dục, móc nhiều cũng được lau sột dục. Thì á em đi vô nhà vệ sinh. Đúng không? Em đi vô nhà vệ sinh đó thì em phải có cái khăn giấy, nó mới là văn minh, nó mới thể hiện thằng chủ nhà đẳng cấp. Mà thằng chủ nhà đẳng cấp thì phải sao? Phải con ai con nhiêu nguyện. Mấy em nhắm em đẳng cấp bằng anh không? Không bằng đúng không? Không bằng thì nói nghe đi cãi gì. Vẫn là nha. Đó, nên trong phòng vệ sinh tụi em phải bố trí được như vậy cái đã. Đó là cái gì? Cái tư duy định hình. Má đi vô phòng vệ sinh mà không có khăn là thấy biết mình cụ gấp rồi. Anh thề luôn á, đi vô phòng vệ sinh mà thấy không có khăn là thấy mình phải xàm rồi. Ít ra phải có khăn giấy, mà rẻ tiền nghèo quá thì phải có cuồng giấy. Yes. Đúng không? Để cho người ta đi vệ sinh người ta có được người ta xử lý. Đúng không? Bây giờ tao nói mày nè, ướt trước xong mới khô. Đó là nguyên người ta. Đúng không? Thì bây giờ tụi em cho dù tụi em xử lý bằng nước đi chăng nữa, cái mông tụi em ướt dẹp và tụi em làm gì? Mặc quần vô đi luôn hả? Tao lạ thấy. Không có dơ vừa phải thôi. Đúng không? Chắc đứt lát không? Chắc đứt lát không? Đúng không? Lúc đó nó không lẽ giờ á, tự nhiên anh nói nha, không lẽ giờ mày xong rồi cái mày xả bằng nước đúng không? Ok, xả bằng vòi, bằng nước. Xong rồi đã đời rồi, có cái khăn nhỏ là áo tắm máng kia kìa. Đúng không? Lấy khăn của nó. Xong rồi dậy hả? Hả? Đừng nói bẩn bựa cái đó nha, mấy em đừng có nói, ở trong toilet đóng cửa lại không ai biết đúng không? Không hiểu đúng không? Nhưng mà đừng có bẩn bựa như vậy. Rồi xong con nhỏ rồi tao may má khăn lên. What the hell? Cái nhỏ đó tưởng nó khăn sạch của nó keo sẵn nó vô tắm. Nó tắm xong rồi. Ôi cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Ôi thua luôn. Thua cho những bộ thiết kế nhà. Ở mà khách nào gặp mấy nhà đó mà nhà nào chứa mấy khách đó cũng hài nữa. Nên nó tóm lại cái khăn nó cực kỳ quan trọng, khăn giấy á. Ví dụ mấy em xong đúng không? Mấy em lấy giấy cuộn cuộn lật cái mấy em chùi thấm nước thôi. Mình chùi mình thấm nước.
hợp lý không? Là nó vệ sinh sạch sẽ, xong mình bỏ vô sọt rác, hoặc thậm chí mình bỏ lên cho cái bồn xả có loại giấy nó tiêu, nó bỏ vô nó xả rồi một cái, nó vừa văn minh, nó vừa hiện đại mà mình vừa bảo vệ sức khỏe nữa, đúng không em? Xong rồi tụi em về tụi em tiểu đi, đúng không? Tụi em tiểu đi, không lẽ lắc lắc cái đi ra lấy một miếng giấy lại chùi chùi thấm 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 cái gì ba, thấm thấm cho nó khô lại, đúng không? Vệ sinh thằng em, đúng không? Tuột da ra miếng vệ sinh nữa, ướt xong phải khô, cái đó là nguyên tắc, ướt xong phải khô. Nên nhà vệ sinh tụi em phải hiểu được cái tâm lý này, phải thiết kế được như vậy cho anh, không anh vô nhà vệ sinh anh chơi thấy mẹ luôn á. Còn tiếp cái nữa nè, giờ nói chuyện đại gia, nói chuyện nhà nhà không, nói chuyện nhà nghèo nè. Bây giờ hỏi mày phòng vệ sinh tối thiểu có cái gì? Phòng vệ sinh nó phải có cái bồn cầu không được đâu ba, đúng không? Phòng vệ sinh có bồn cầu không, gặp thằng trai vô tối nửa đêm mà còn ngủ bọn du vô rồi lắc lắc qua lắc lại rớt vô đâu? Anh hỏi tụi em mày nó rớt vô đâu, đúng không? Nên thiết kế là dở, thiết kế là quá dở phê đi bác. Nên thiết kế là dở, thiết kế là quá dở phê đi bác. Nên thiết kế là dở, thiết kế là quá dở phê đi bác. Đó, nên trong phòng vệ sinh á, tụi em phải có cái bồn tiểu đứng nữa, phải có cái bồn tiểu đứng nữa. Mà bồn tiểu đứng là nó automatic ông ơi, đừng có nhấn nước, hiểu không? Nhấn nước cái gì, gia đình mà đi nhấn nước. Thí dụ như mấy thằng làm ăn mới ra đời nó sợ á, này nọ kia nhấn nước thì cũng có, nói chung là tùy cái tính đó, mấy thằng sợ tốn tiền. Tại sao? Tại cái bồn nhấn nước nó rẻ hơn cái bồn automatic, ok. Yes. Thì nó phải nhấn nước cái, tao đang mắc cũ chết bà nội luôn rồi, tao đang ngủ rồi, thôi tao kéo quần biết kéo trúng không nữa. Kéo quần biết kéo trúng không nữa. Mà cái thằng nó ngủ đâu mặc quần đâu qua. Nó chạy coi như nó làm sao kệ nó tiểu được đi. Nó tiểu không khác, một cái bồn tiểu đứng á là nó không bao giờ mà nó ra ngoài hết. Cho dù mày mấy giờ nó cũng ra hết á. Mày 10 giờ, 11 giờ nó bắn lên nóc, mày mà 6 giờ nó bắn xuống dưới. Mày mà 9 giờ nó bắn vô giữa nó cũng vô cái bồn tiểu thôi à. Đúng không? Còn cái thằng ở bồn tiểu đó, bồn tiểu bình bồn cái bồn bình thường á. 12 giờ bắn sao? Úp vậy hả? Úp vậy hả? Hay là bẻ ăn cụp xuống vậy? Vậy chết cho ba. Đó. Nên cái chuyện mà thiết kế toilet tao nói thiệt trước mày tầm bậy tầm bạ không. Bây giờ báo giá luôn, tùy loại, hàng inox, đúng không? Chừng 7 triệu, 8 triệu gì cái bồn tiểu đứng thôi. Nhưng mà khi mà vô cái toilet của em á, nó có cái bồn tiểu đứng á, nó kêu là đẳng cấp. Đẳng cấp chứ. Mấy thằng chung cư thiết kế cũng ngu, khách sạn thậm chí cũng ngu luôn. Anh vô khách sạn chán lắm. Mỗi lần khách sạn với bồ này nọ kia, mình đi vô một phát một phải cúm núm, rồi phải cúm núm cúi xuống này nọ cho nó ra ngoài, tao bự quá mày ơi. Má nó vừa ngột, cái nó vừa bự mà nó vừa dài, nó khó xử lý. Đó. Không mà chưa kể ra làm xong phải lấy giấy lau rột nữa để cho bồ mình đi vô nó ngồi cái mông xuống, nó ngồi nó sạch sẽ. Mày dở làm sao không được nha mày. Mày dở làm sao không được, nhưng mà cái nào mình làm ra là mình phải hậu quả. Đúng không? Chứ mà đi vô thấy tự nhiên nước nó mới vàng vàng mà đâu có nổi lên vành nhiều với ba. Cái đó là thôi nó bỏ mày luôn. Nó thật sự cái chuẩn khách sạn cũng hết. Nó không bằng được cái toilet của nhà anh. Mày vô mày quay, mày cầm máy mày lên mày quay toilet nhà anh kìa. Không cần quay toilet nhà anh, tao nói mày nghe, mày vô đây mày quay luôn đi. Hậu láo làm con chó, vô đây quay. Đúng không? Rồi tao đối xử với tụi mày sao? Nhân viên, tụi mày là nhân viên cấp tao đúng không? Tao cho tụi mày đái cái gì? Vô trong kia, vô trong bồn tiểu của nhân viên luôn. Nói có sách mắt chứng không, tao nói tao nổ nha. Thấy anh suy nghĩ như thế nào? Cái tầm nhìn của anh cái đây gần chục năm rồi. Wow. Mà có đứa bây giờ nó chưa hiểu. Nó nghiêm túc đó. Nó hơi gắt chút xíu mà nghiêm túc đó mấy em. Đó là vấn đề vệ sinh đó. Khuyên mấy em vậy thôi, ít ra phòng vệ sinh phải căn bản. Còn bây giờ trong phòng vệ sinh tụi em phải tính tới chuyện để được cái bồn tắm nha ba. Yes. Để được cái bồn tắm. Tao nhà tao nghèo, tao chịu, tao chưa có bồn tắm. Tao khẳng định luôn, cái vòi sen của anh gần 50 triệu mà anh chưa có để được bồn tắm. Em lên quay vòi sen đi, vòi sen kinh đó ba. Nó nhiều, đây trong nội thất có nhiều loại nha. Có loại bi xích, có loại cụ, loại trung, loại kinh, loại vin, loại win, loại la hết. Đó. Em nhìn cái loại kinh đó, nhìn bự chưa, đẹp chưa. Một đài sen là nhìn ngon lành luôn, tay cầm cũng ngon lành nữa. Mà nói chung là anh không có diện tích mấy em.
không có diện tích nên mai mốt bên quận 9 anh làm cái phòng mà anh có cái bồn tắm thì lực chơi thôi. Anh không tính vậy rồi, của ảnh khi nhả lưng này nọ tập gym xong rồi vô ngủ nghỉ rồi đó. Bồi cũng bịch đâu. Nên phải nên có bồn tắm em, tại vì nói chung á, tụi bay đàn ông tụi bay xây dựng vệ sinh hay tụi bay có vợ có chồng gì chắc chắn là mày phải rước gái rồi. Đâu có thằng nào khùng đấy cái phòng không mày, đúng không? Ví dụ như mấy con mà gọi là cốc gỗ với ghim á thì mình đi theo theo. Còn mấy con mà lâu bền chút xíu chừng 2-3 tháng là vẫn ở nhà rồi. Kiểu như nhà thì phải cho người ta tận hưởng, đúng không? Bồn tắm phải làm sao? Chỉ là bồn tắm luôn. Bồn tắm á, chơi kính. Cái đài tắm đứng á, hiểu không? À cái đài tắm đứng như này hiểu không? Đó, đứng như nè. Cái mình chơi kính. Có thể là chơi hình vòng tròn này nè, có thể là chơi hình vuông mà chơi kính. Nhưng mà đôi khi có mấy con thì nó hơi bị rẻ. Nên mấy em cần phải phun mờ kính 30%. Phun mờ kính này mờ để mình nhìn mình đừng thấy được cái sự thật phũ phàng đó. Đó, phun mờ vô một cái. Xong rồi cái tiếp tục để cái đài sen trên đây. Không làm bất kỳ một nút tắt gì nữa. Ghê chưa? Nhưng mà nói chung là có rất là nhiều cách thiết kế nhà tắm, nhưng mà anh chỉ nói ngắn gọn, không phải nói ngắn gọn mà nói căn bản thôi. Là nên có một cái chỗ tắm đứng. Nên có một cái chỗ cái bồn tắm, ok chưa? Đó, để cho người ta có nhu cầu khi nằm bồn, khi tắm đứng. Bồn thì nói chung là phải nằm thoải mái nha má. Chứ có mấy cái bồn nhỏ quá, tụi bay tiết tiền mua cái bồn đâu có 10 triệu hay là 20 triệu gì đó nhỏ. Nói chung mua đại bồn color nhanh tầm 20 triệu đi, là loại nhỏ, loại có bồn 250 nữa. Đó là tiền nha. Còn nhiều giá lắm em, inox rẻ hơn. À, rồi về xong rồi còn gì nữa ta? À, cái vòi sen. Cái vòi sen nó phải có tay cầm chỉnh được 3-4 mức nước. Chỉnh được 3-4 mức nước em. Tại vì nói chung là cái sự đẳng cấp cuộc sống đó tụi em hiểu đó. Tụi em đâu có tắm cái vòi cùi chuối đó, tụi em xả nước ra nó còn mức tên chỉ biết là như nước mưa thôi. Đúng chưa? Nhưng mà cái công nghệ cao đó, cầm công nghệ hơi nước. Cái bồn bật cái tập cái một quá nước nóng 12 giờ trưa nó phun ra như hơi nước. Trời đất ơi, nó như sương mù, nói chung nó đã lắm mẹ ơi. Nó có đó là cái những cái vòi sen mà nó đắt tiền nó mới có, hiểu không? Đó, còn anh còn tụi em có thể mua là vòi inox được rồi. Inox là hàng trung trung xài được. Thì cái vòi inox anh nghĩ tầm chừng 7-8 triệu hết cả. Nói chung thiết bị vệ sinh là nó khá là đắt. Thiết bị vệ sinh nó đắt này, chứ không phải nó rẻ nha. Nên chúng ta bố trí toilet cần phải tuân thủ những cái nguyên tắc đó, đừng có vi phạm. Và cách thiết kế toilet là cần phải chống thấm nước. Cậu nước nhiều có thấm ra ngoài nhà là thấy mòe đó ba. Cậu có thằng thiết kế toilet gặp mấy thằng thợ hồ mới vô nghề, cậu không có biết đo cái con khỉ khô gì thiết kế ngược. Nước nó chạy ra cửa nó không chạy vô, mà nước chạy cửa xong cái nâng lại lật vô chạy vô. Rồi thêm cái nữa nha mấy em, cái vấn đề đó, khi mà tụi em thiết kế nhà hiện đại, trong phòng phải có toilet. Trong phòng phải có toilet. Nhà quê rộng thiết dễ thiết kế lắm. Mẹ đừng có thiết kế giữa chừng mắt tiểu chết bà nội, mở cửa ra đi vòng vòng ra ghê tiểu nữa thôi ra quần luôn rồi. Xiền luôn. Nghe. Nên trong nhà có toilet nên mình sinh hoạt cho nó riêng tư. Sinh hoạt cho nó riêng tư mấy. Chứ còn bây giờ những cái nhà thiết kế ngày xưa nó bị lỗi á. Bốn phòng có một cái toilet chung. Sống sao giờ? Cái đó là câu chuyện hồi xưa chứ đâu phải chuyện hôm nay. Tụi bay đi mướn nhà trọ cũng như nữa. Trong nhà trọ tụi bay có toilet không? Hay là đi toilet chung? Tùy giá đúng không? Nó tùy giá, toilet chung thôi chờ đợi này nọ kia xài chung đồ người ta corona thấy bà. Đúng không? Gặp thêm mấy nhỏ con gái mất nết. Nó quăng từ lưa hàng của nó vô. Nhìn thấy con cái mẹ xui luôn. Nhưng mà có mấy thằng biến thái nhìn nó tưởng tượng. Ủa. Nên cái câu chuyện toilet là cái câu chuyện mà nó gọi là nó muôn thở luôn. Toilet nó có sang có hàng, đúng không? Tất cả cái vấn đề toilet thì cái thằng thiết kế nó thiết kế được. Và tụi em duyệt mẫu thiết kế thì tụi em cần phải gọi là chú trọng những cái điểm mà anh vừa nói. Chú trọng những điểm đó. Còn nếu mà tụi em nhà cao tầng bắt buộc mỗi tầng phải có toilet. Tụi em nhà cao tầng bắt buộc mỗi tầng phải toilet. Tại THOL Gym Center của anh là làm dịch vụ ưu tiên không gian lên 2 tầng một toilet cho nó chạy thôi. Chứ làm tầng nào toilet tốn tích lắm. Còn tụi em nhà ở nó khác nha. Đó, nói chung vấn đề toilet anh trình bày ngắn gọn vậy cho tụi em hiểu cái cách bố trí toilet và cái việc mà sự khác biệt giữa dầu với giấy này kia. Việt Nam mình rất là may mắn được hai cái kết hợp nha. Trong vấn đề vệ sinh thân thể nó ảnh hưởng tới sức khỏe, ảnh hưởng tới cộng đồng, ảnh hưởng tới văn minh, nên chúng ta phải cố gắng nghe giữ gìn vệ sinh thật tốt nhớ. Đừng có như những gì đi nói trong video chết bà luôn á em. Cảm ơn các em đã theo dõi video. Thân ái kính chào. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì đăng ký chưa?
cái gì cũng biết, chỉ có biết đều là không biết à. Cô chùa hoài.